Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Văn Đức, học sinh lớp 11A3 trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc. Ở cuộc thi nhận diện, tôi đã vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm để trở nên may mắn trở thành một trong 4 người chơi chính trong cuộc thi so tài ngày hôm nay. Với tinh thần bình tĩnh, tự tin, tôi sẽ quyết tâm chinh phục những câu hỏi của chương trình và ghi tên mình vào trong trận chung kết năm. Xin chào tất cả các bạn, đây là tôi Trương Quang Minh tới từ trường Trung học phổ thông Quảng Sơn 1. Ở vòng thi nhận diện, tôi đã nói tôi đến đây để giành chiến thắng. Tuy nhiên, với những đối thủ đáng gờm tại vòng so tài lần này, một chiến thắng đối với tôi sẽ vô cùng khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để khẳng định mình. Mong các bạn hãy cùng ủng hộ tôi. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Lê Yên Hạnh, tôi đến từ Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Vào được đến vòng so tài này, tôi nhất định sẽ dùng hết sức mình để đạt được kết quả tốt nhất. Cố lên! Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Trọng Minh Phúc, học sinh của trường Trung học phổ thông Bỉm Sơn Thanh Hóa. Vượt qua vòng nhận diện đầy khó khăn, nhiệm vụ tiếp tục của tôi chính là trên con đường bảo vệ chức vô địch cho trường Trung học phổ thông Bỉm Sơn. Để làm được điều đó, trước hết chúng tôi phải qua được vòng so tài 2 này và tôi sẽ cố gắng hết sức trong cuộc thi này. Xin các bạn hãy cổ vũ cho tôi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng so tài 2, game show truyền hình Ava Sứ Thanh năm thứ 16. Và hãy cùng hướng lên sân khấu để chào đón 4 nhân vật chính ngày hôm nay. Vị trí đầu tiên, bạn Lê Yên Hạnh đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Vị trí thứ hai, bạn Trương Quang Minh đến từ trường Trung học phổ thông Quảng Sương 1. Vị trí thứ ba, bạn Nguyễn Trọng Minh Phúc đến từ trường Trung học phổ thông Bỉm Sơn. Và vị trí cuối cùng là bạn Nguyễn Văn Đức đến từ trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc. Kính thưa quý vị, và sự tự tin, bình tĩnh, ý chí quyết tâm cao nhất là điều mà chúng tôi luôn luôn mong đợi ở các bạn Ava Sứ Thanh. Và chúc các bạn ngày hôm nay sẽ thi đấu thành công. Vâng, kính thưa quý vị, những thí sinh xuất sắc nhất của Ava Sứ Thanh năm thứ 16 đã dần lộ diện. Và tấm vé danh dự bước vào trận chung kết năm sẽ dành cho những thí sinh nào bản lĩnh nhất, vững vàng nhất. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng sữa đậu nành Famicasi chắc khỏe xương tăng cường đề kháng, VNPT Thanh Hóa, dược phẩm Tâm Bình, công ty cổ phần xi măng Vinsem Bỉm Sơn và công ty Trang Long Limousine thuộc sàn giao dịch vận tải GoNow đã đồng hành của Ava Sứ Thanh năm thứ 16. Kính thưa quý vị, và năm nay ngoài những phần thưởng của ban tổ chức, nhãn hàng sữa đậu nành Famicasi sẽ trao thêm một suất học bổng cho những thí sinh đạt giải nhất tại vòng nhận diện trị giá 10 triệu đồng, vòng so tài trị giá 20 triệu đồng. Và thí sinh vô địch ở Ava Sứ Thanh sẽ nhận được phần thưởng trị giá 30 triệu đồng. Và đặc biệt hơn nữa, Famicasi cũng sẽ trao giải thưởng thí sinh chắc khỏe, tự tin trị giá 10 triệu đồng cho thí sinh được yêu thích nhất. Và quý vị và các bạn hãy nhanh chóng truy cập vào fanpage của chúng tôi ở địa chỉ facebook.com/AvaSứ Thanh TTV để theo dõi, ủng hộ cũng như bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất. Giải thưởng này sẽ được trao trong trận chung kết năm. Cùng với nhãn hàng sữa đậu nành Famicasi, năm nay công ty Trang Long Limousine thuộc sàn giao dịch vận tải GoNow cũng sẽ tặng vé sử dụng dịch vụ di chuyển từ Hà Nội về Thanh Hóa và ngược lại cho mỗi thí sinh đạt giải nhất tại vòng nhận diện trị giá 3 triệu đồng, vòng so tài trị giá 5 triệu đồng và đặc biệt tài trợ 100 triệu đồng cho trận chung kết. Trong đó, thí sinh vô địch sẽ được nhận phần quà trị giá 40 triệu đồng, giải nhì là 30 triệu đồng và mỗi thí sinh giải ba là 15 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng là 158 triệu đồng. Và đến tham dự cuộc thi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu các vị đại biểu và các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Trinh, giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Lê Hồng Khanh, phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Xin giới thiệu nhà báo Đào Xuân Quỳnh, phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Xin giới thiệu ông Ngô Anh Tú, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ. Chúng tôi cũng xin được nồng nhiệt chào đón đoàn công tác Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ đến thăm và trao đổi kinh nghiệm sản xuất của game show Ava Sứ Thanh ngày hôm nay. Đại diện ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Mai Việt Hà, phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, phó trưởng ban tổ chức Ava Sứ Thanh năm thứ 16. Đại diện nhà tài trợ xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Tấn Tài, giám sát bán hàng, công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Trọng Tài, đại diện nhà tài trợ VNPT Thanh Hóa. Xin giới thiệu ông Nguyễn Duy Trinh, trưởng đại diện bán hàng, công ty cổ phần xi măng Vinsem Bỉm Sơn tại Thanh Hóa.
xin giới thiệu bà Trần Huyền Trang, tổng giám đốc Chan Long Limousine thuộc sàn giao dịch vận tải GoNow. Đại diện ban cố vấn xin giới thiệu ông Trịnh Trọng Nam, phó trưởng phòng giáo dục trung học, sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa. Đại diện các nhà trường xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Danh Du, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tỉnh Sơn. Xin được giới thiệu cô Lê Thị Thúy Nga, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Xin giới thiệu thầy Phí Mạnh Cường, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Ngọc Lặc. Và xin được giới thiệu thầy Lưu Ngọc Châu, bí thư đoàn trường trường trung học phổ thông Quảng Xương 1. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi cũng nồng nhiệt chào đón sự có mặt, cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đến từ 4 ngôi trường. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cổ động viên trường trung học phổ thông Ngọc Lặc. Và bây giờ sẽ là cổ động viên đến từ trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Các cổ động viên của Quảng Xương 1, các bạn đang ở đâu ạ? Và bây giờ sẽ là những cổ động viên của trường trung học phổ thông Bỉm Sơn. Vâng, thưa quý vị, một bầu không khí rất tuyệt vời và vô cùng sôi động ngay tại trường quay của Văn Sở Thanh ngay lúc này. Và tất cả đã cùng sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ cùng bước đến thử thách đầu tiên mang tên Khởi Hành. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người thì đều có những khoảnh khắc đáng nhớ không thể nào quên. Và Phương Liên nghĩ rằng đối với mỗi thí sinh của Văn Sở Thanh thì đó sẽ là khoảnh khắc được chạm vào chiếc vòng nguyệt quế vinh quang của chương trình, là người chiến thắng cho cuộc thi âm vang xứ Thanh. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu là các bạn có cảm xúc như thế nào khi đạt được chiến thắng đó trong phần thi đầu tiên này nhé. Và ngay bây giờ là phần khởi hành của Yên Hạnh. Cô gái nữ, thí sinh nữ duy nhất trong cuộc thi ngày hôm nay, cảm xúc của Yên Hạnh khi mà mình nhận được chiếc vòng nguyệt quế vinh quang ở vòng nhận diện là gì? Lúc đấy em cảm thấy vỡ òa luôn ạ, cảm xúc mình không thể nào diễn tả nổi. Sau khi mà nhận được phần thưởng thì em đã nghĩ đến việc là có thể dùng cái số tiền đấy để có thể mở được câu lạc bộ kiến thức ở trường ạ. Vâng, mở một câu lạc bộ kiến thức đúng không? Bạn còn một năm nữa là ra trường đúng không? Dạ vâng ạ. Và bạn sẽ dành một năm còn lại của mình để vừa học tập này, rèn luyện và mở thêm một câu lạc bộ kiến thức ở trường. Vâng, rất là tuyệt vời. Và tôi thấy là trên bàn của bạn có những chiếc lọ rất đẹp, đó là gì vậy? Dạ, đây là lọ sao may mắn mà bạn thân của em gấp tặng em ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì những ngôi sao may mắn, những lời chúc mừng cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của những cổ động viên đến từ trung học phổ thông Vĩnh Lộc luôn sát cánh ở bên Yên Hạnh. Và bạn đã sẵn sàng để bước đến thử thách đầu tiên dành cho mình chưa? Em sẵn sàng ạ. Vâng, thí sinh đầu tiên của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đầu tiên mang tên Khởi Hành dành cho Yên Hạnh. Thời gian bắt đầu. Thành vật hóa học cấu tạo nên thành tế bào vi sinh. Đáp án là peptidoglycan. Nhà văn Việt Nam nào đã tự gán cho mình một chứng bệnh gọi là chủ nghĩa xê dịch? Chính xác. Với 4 điểm mà không có 3 điểm nào thẳng hàng thì nối với nhau được bao nhiêu đoạn thẳng? 4 ạ. Sai, đáp án là 6. Đại hội đại biểu lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản được tổ chức vào năm nào? 1920 ạ. Sai, đáp án là 1935. In which subject do we study about plants and animals? Biology. Chính xác. Thành phố Sầm Sơn là đô thị loại mấy? Đô thị loại 3. Chính xác. Hai lực cùng giá, ngược chiều, cùng độ lớn và tác dụng hai vật khác nhau được gọi là gì? Hai lực trực đối ạ. Chính xác. Trong Pascal, vị trí của con trỏ tệp sau lời gọi thủ tục reset nằm ở 3 chấm tệp trước ạ. Sai, đáp án là đầu tệp. Ion canxi 2 cộng có cấu hình electron của khí hiếm nào? Argon ạ. Chính xác. Tay vợt nào vô địch giải quần vợt Úc mở rộng 2022 nội dung đơn nam? Rafael Nadal. Của đáp án hoàn toàn chính xác. Kính thưa quý vị, như vậy rất nhanh chóng Yên Hạnh đã vượt qua phần thi đầu tiên với 60 điểm. Xin được chúc mừng Yên Hạnh. Và ngay bây giờ sẽ là phần khởi hành của Quang Minh. Mong muốn của bạn Yên Hạnh là sẽ dùng số tiền thưởng ở vòng nhận diện để mở một câu lạc bộ kiến thức tại trường. Vậy thì còn mong muốn của Quang Minh là như thế nào? Thực ra thì với số tiền lớn như vậy thì em cũng ban đầu không biết sẽ làm gì. Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ thì em quyết định là sẽ nghe theo anh Denver và mang tiền về cho mẹ. Vâng, mang tiền về cho mẹ đúng không ạ?
rất là hiếu thảo, rất là ngoan. Và cảm xúc lúc đấy thì như thế nào? Rất là bất ngờ cũng như là hạnh phúc ạ. Và cũng có một chút bối rối nữa, bởi vì lúc đấy em suy nghĩ khá là nhiều về cái số tiền đấy. Vâng, số tiền lớn quá đúng không? Vâng. Nên bối rối không biết là sẽ dùng vào việc gì đúng không? Vâng ạ. Và quyết định sẽ nhờ người mẹ của mình giữ hộ. Dạ. Vâng, một quyết định rất là khôn ngoan. Và bây giờ thì sẽ là thử thách đầu tiên dành cho Quang Minh trong vòng so tài này. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng. Bạn Quang Minh đã sẵn sàng rồi. Và ngay bây giờ sẽ là 60 giây khởi hành của Quang Minh. Thời gian bắt đầu. Cơ sở sinh học của phương pháp bón phân qua lá dựa vào khả năng hấp thụ các ion khoáng qua. Mạch gỗ. Sai, đáp án là khí khổng. Hình ảnh đêm qua sân trước một nhánh mai xuất hiện trong bài thơ nào? Đáp án là có bệnh bảo mọi người. Số chính phương nhỏ nhất chia cho 6. 36. Chính xác. Sự kiện binh biến Đô Lương diễn ra tại tỉnh thành nào của nước ta? Bến Tre. Sai, đáp án là Nghệ An. Which country has Porter and Letizia? Italia. Sai, đáp án là France. Thành phố Thanh Hóa đã được công nhận đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh vào năm nào? 2013. Sai, đáp án là 2014. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa trên hiện tượng vật lý nào? Tam sắc ánh sáng. Chính xác. Bảng chọn menu của Turbo Pascal được kích hoạt bằng phím nào? F1. Sai, đáp án là F10. Sắt tây là tên gọi dân gian hợp kim của sắt và kim loại nào? Nhôm. Sai, đáp án là thiếc. Vận động viên nào đã giúp môn bơi Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng vào SEA Games đầu tiên? Đáp án là gì ạ? Nguyễn Huy Hoàng. Một đáp án khá vội vàng và không chính xác. Đáp án của chúng tôi đó là vận động viên Nguyễn Hữu Việt. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là Quang Minh đã hoàn thành xong phần thi hành của mình với 20 điểm. Và ngay bây giờ sẽ là phần khởi hành của Minh Phúc. Mỗi một thí sinh thì lại có những cảm xúc khác nhau khi nhận được chiếc vòng nguyệt quế vinh quang của người thắng cho vòng nhận diện. Vậy thì Minh Phúc thì sao? Em khá bất ngờ về giải thưởng của vòng nhận diện và do điều kiện em chưa thể đưa được cả lớp đi liên hoan sau trận đấu nhận diện 1 nên là em cũng đã hứa là sẽ cố gắng đưa lớp đi liên hoan ít nhất là 2 lần nữa. Vâng. Và điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi đội chiếc vòng nguyệt quế đó là đưa lớp đi liên hoan? Em nghĩ là mình khá đẹp trai. Các bạn cổ động viên của trường Bỉm Sơn ở đâu rồi ạ? Các bạn có đồng ý với ý kiến vừa rồi không? Tôi thấy là Minh Phúc bây giờ đang rất là tự tin. Đã sẵn sàng đến với thử đầu tiên dành cho mình chưa? Em sẵn sàng ạ. Bạn Minh Phúc đã sẵn sàng rồi và ngay bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên 60 giây khởi hành dành cho Minh Phúc. Thời gian bắt đầu. Đơn vị hấp thu chất dinh dưỡng ở ruột non là? Tá tràng. Sai, đáp án là lông ruột. Nhà thơ nào quan niệm nhìn xem phú quý tựa chiêm bao? Bỏ qua. Đáp án là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong không gian cho hai điểm phân biệt A và B, tập hợp tâm các mặt cầu đi qua A và B là 1. Bỏ qua. Đáp án là mặt phẳng. Khởi nghĩa Ba Tơ Quảng Ngãi nổ ra vào năm nào? 1965. Sai, đáp án là 1945. In what year was the Democratic Republic of Vietnam established? 1945. Chính xác. Hiện nay nước ta có mấy vùng kinh tế trọng điểm? 7. Đáp án là gì ạ? 7. Sai, đáp án là 4. Gia tốc trong dao động điều hòa 3 chấm pha so với ly độ? Bỏ qua. Đáp án là ngược. Trong Pascal hàm chuẩn nào biến giá trị thực 6.6 thành 7? Bỏ qua. Đáp án là round. Số đồng phân FT ứng với công thức phân tử C3H6O2 là? 3. Không chính xác, 2. Michael Schumacher và tay đua nào đang giữ 7 lần vô địch ạ? Đáp án của chúng tôi là Lewis Hamilton. Và như vậy là Minh Phúc cũng đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên với 10 điểm. Và ngay bây giờ sẽ là phần khởi hành cuối cùng của Văn Đức. Vâng, đã là thí sinh khởi hành cuối cùng rồi. Cũng đã nghe các bạn thí sinh chia sẻ cảm xúc này rồi, những điều mình mong muốn làm khi nhận được chiếc vòng nguyệt quế vinh quang và tiền thưởng chương trình. Vậy thì Văn Đức thì sao, bạn có mong muốn gì khác với các bạn thí sinh khác không ạ? Em với chị là em cũng giống như các bạn đấy thôi ạ. Khi mà được nhận được tiền thưởng thì em nghĩ ngay đến việc đầu tiên, đó là sẽ đưa lớp đi liên hoan ạ. Và mua cho bố mẹ một món quà nhỏ ạ. Vậy bạn đã làm được chưa? Đã chưa ạ. Nếu mà như ngày hôm nay em là người chiến thắng thì em sẽ thực hiện ạ. Nếu ngày hôm nay chiến thắng thì mình sẽ phải thực hiện những điều đó và thêm những điều khác nữa đúng không ạ? Dạ vâng. Rồi, vậy tâm trạng của em bây giờ như nào, đã sẵn sàng chưa ạ? Em rất sẵn sàng ạ. Bạn Văn Đức đã sẵn sàng rồi và ngay bây giờ sẽ là 60 giây khởi hành của Văn Đức. Thời gian bắt đầu.
Hiện tượng thiếu các nguyên tố khoáng ở thực vật được biểu hiện rõ nhất ở bộ phận nào? Lá. Chính xác. Hai câu thơ sau của Nguyễn Trãi miêu tả cây gì? Tự bén hơi xuân, tốt lại thêm đầy đường lạm. Đáp án là gì ạ? Cây xoan. Đáp án là cây chuối. Đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau, đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Các đồng chí Nguyễn Văn Cử, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp xử bắn trong cuộc khởi nghĩa nào? Ba Tơ. Sai, đáp án là Nam Kỳ. Which king of Vietnam has his real name Lê Tư Thành? Đại Nam. Sai, đáp án là Lê Thành Tông. Hiện nay nước ta có mấy ngư trường trọng điểm? 4. Chính xác. Lực nào xuất hiện trong các nguồn điện nhằm giữ cho hiệu điện thế không đổi? Lực lạ. Chính xác. Để khai báo hàm trong lập trình Pascal bắt đầu bằng từ khóa gì ạ? Enter. Sai, đáp án là function. Este etin format của công thức là C2H6. Sai, đáp án là HCOOC2H5. Đoàn thể thao quốc gia nào? Vâng ạ, không đủ nào, thời gian để tiếp tục câu này. Rất đáng tiếc. Vâng, không sao, cơ hội còn chờ đợi Văn Đức ở 3 phần thi tiếp theo nữa ạ. Và như vậy là Văn Đức của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên với 40 điểm. Kính thưa quý vị, rất nhanh chóng cả 4 thí sinh đã vượt qua phần thi đầu tiên mang tên khởi hành. Và điểm số các bạn đang sở hữu như sau: Thiên Hạnh 60 điểm, Quang Minh 20 điểm, Minh Phúc 10 điểm và Văn Phúc 40 điểm. Và ngay lúc này đây thì các bạn thí sinh của chúng ta hãy thật bình tĩnh và tự tin để tích lũy điểm số cho phần thi thứ hai mang tên khám phá. Ô chữ đề, phần thi khám phá của cuộc thi so tài 2 ngày hôm nay gồm có 2 ký tự. Và thí sinh đầu tiên sẽ đưa ra sự lựa chọn lật mở hàng ngang số mấy là Quang Minh. Quang Minh thân mến, bạn sẽ lật mở hàng ngang số mấy ạ? Em chọn hàng ngang số 2. Ô chữ hàng ngang số 2 gồm có 7 ký tự. Địa danh nào được nhắc đến trong câu thơ cứ thế suốt 4 năm, trụ cầu 3 chấm chỉ làm bằng cốt sắt xi măng? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và xin mời đáp án của các thí sinh hiện lên trên màn hình ạ. Đáp án của Yên Hạnh câu này là Long Biên. Quang Minh không có đáp án. Minh Phúc và Văn Đức cùng có chung một đáp án là Hàm Rồng. Đó chính là Hàm Rồng. Xin được chúc mừng Minh Phúc có 20 điểm và Văn Đức cũng có 20 điểm. Và như vậy chúng ta lật mở ô chữ hàng ngang số 2, đó là Hàm Rồng. Và ngay bây giờ Minh Phúc, em sẽ lật mở hàng ngang số mấy ạ? Em chọn hàng ngang số 1. Ô hàng ngang đầu tiên gồm có 4 ký tự. Điền từ còn thiếu để hoàn thiện câu khẩu hiệu nổi tiếng sau: thả gục trên mâm 3 chấm, quyết không để cầu gục. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và xin mời đáp án của các bạn thí sinh hiện lên trên màn hình ạ. Trong câu hỏi này, Yên Hạnh đáp án là địch, Quang Minh đáp án là sông, Minh Phúc thì đáp án đang sai ký tự và Văn Đức đáp án là vàng. Vâng, và mỗi thí sinh đều đưa ra một đáp án riêng, đều không chính xác. Như vậy là chúng ta không lật mở được ô chữ hàng ngang đầu tiên. Và tiếp theo Văn Đức sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình, xin mời em. Em và chị là em lựa chọn hàng ngang thứ tư ạ. Ô chữ hàng ngang thứ tư gồm có 3 ký tự. Đây là một dạng địa mạo được hình thành qua quá trình phong hóa, bóc mòn từ núi. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và hãy xem đáp án các bạn đưa ra là gì. Vâng, Yên Hạnh, Quang Minh, Minh Phúc cùng một đáp án là đồi. Văn Đức chưa đưa ra là đáp án. Và đó chính là đồi. Xin được chúc mừng Yên Hạnh và Minh Phúc với 30 điểm. Quang Minh đã ghi được 20 điểm trong câu trả lời này.
Và ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng nhận được tiếng chuông giành quyền trả lời chữ chủ đề của Minh Phúc và Quang Minh. Tuy nhiên Minh Phúc này là người nhanh tay hơn ạ. Xin mời Minh Phúc. Câu trả lời cho ô chữ chủ đề của em là 57 ạ. Và đáp án của Quang Minh? Đáp án của em là 99 ạ. Không hiểu tại sao các bạn lại nghĩ đến những con số ở đây ạ. Minh Phúc, tại sao em lại nghĩ đến những con số ạ? Em chỉ nghĩ về hàng ngang hàm rộng, là chiến thắng hàm rộng là ngày 3 tháng 4 năm 1965. Thì hôm nay là kỷ niệm 57 năm chiến thắng hàm rộng. Vâng, đó là 57. Còn 99 thì sao Quang Minh? Em nghĩ là ở Hàm Rồng thì có 99 ngọn đồi núi, thì em dùng số 99. Vâng, vì cho chủ đề chỉ có 2 ký tự thôi nên là các bạn thí sinh của chúng ta rất là dễ dàng nghĩ đến những con số. Tuy nhiên rất đáng tiếc vì Quang Minh và Minh Phúc sẽ dừng phần thi khám phá tại đây. Đó không phải đáp án chính xác của chúng ta ạ. Và cơ hội chỉ dành cho Văn Đức và Yên Hạnh nữa thôi. Chúng ta sẽ đến với ô chữ chủ đề cuối cùng. Ô chữ chủ đề thứ 3 gồm có 3 ký tự. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, trung đoàn nào đã được giao nhiệm vụ vào Thanh Hóa thay thế trung đoàn cao xạ 234? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và hãy xem đáp án mà Văn Đức và Yên Hạnh đưa ra là gì. Yên Hạnh đó là 312 và Văn Đức 57 cũng không phải là những đáp án chính xác. Rất đáng tiếc. Và chúng ta đã lật mở được 4 câu hỏi của các ô hàng ngang rồi. Ngay bây giờ thì Văn Đức và Yên Hạnh sẽ có 5 giây ạ để đưa ra ô chữ chủ đề của mình. Như vậy là các thí sinh chúng ta không đưa ra cho chủ đề. Và chúng tôi xin được chuyển mic dành quyền trả lời cho các thí sinh, các cổ động viên ở phía dưới. Và xin mời 4 chữ hàng ngang hiện lên trên màn hình ạ. Chúng ta đã rõ rồi. Và chúng tôi hy vọng những cánh tay của các cổ động viên được giơ lên ạ. Vâng, xin mời em gái. Em thưa chị, câu trả lời của em là C4 ạ. Và đó mới là đáp án chính xác của chúng tôi, đó là C4. Và em hãy giới thiệu về mình. Em tên là Lê Vũ Phương Thảo, học lớp 11T2 trường Trung học phổ thông Quảng Sương 1 ạ. Vâng, và đáp án xuất sắc như vậy thì chúng tôi xin được gửi tặng cho Phương Thảo phần quà của nhà tài trợ Famicanxi và VNPT Thanh Hóa. Cảm ơn em. Kính thưa quý vị, C4 là ô chữ chủ đề của chúng tôi và quý vị có thể thấy là sẽ có sự kết nối rất mật thiết với 4 dữ liệu hàng ngang ở trên màn hình. Vì đồi C4 thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Và đây là một di tích gắn liền với những chiến công lẫy lừng của quân và dân ta trong cuộc chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng lịch sử. Và đồi C4 cũng là địa điểm lý tưởng để quân ta chọn làm trận địa pháo cao xạ, tấn công máy bay Mỹ. Và từ năm 1965 đến 1973, trên đồi C4 đã diễn ra những trận đấu ác liệt của các chiến sĩ đại đội 4 thuộc trung đoàn 228 nhằm tiêu diệt máy bay của đế quốc Mỹ dội bom xuống cầu Hàm Rồng. Và rất đáng tiếc khi mà cả 4 đối diện chúng ta đều không đưa ra đáp án cho chủ đề chính xác. Và phần thi khám phá cũng dừng lại tại đây. Và hãy cùng xem điểm số của bạn thí sinh đang sở hữu như thế nào. Yên Hạnh 90 điểm, Quang Minh 40 điểm, Minh Phúc 60 điểm và Văn Đức 60 điểm. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website truyềnhinhthanhhoa.vn hoặc kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa và tương tác với chương trình qua fanpage facebook.com/vansuthanhttv. Và ngay bây giờ các bạn thí sinh sẽ đến với một phần thi mà các bạn được mong đợi nhất, đó là các bạn có thêm sự hỗ trợ đồng hành của người bạn của mình bứt phá và gia tăng thêm điểm số. Đó là phần thi tiếp sức. Thí sinh đầu tiên sẽ tiếp sức đó là Nguyễn Trọng Minh Phúc. Minh Phúc hãy giới thiệu người đồng hành với mình. Người bạn đồng hành của em hôm nay là bạn Trần Khắc Phúc Khánh ạ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, bọn em sẵn sàng ạ. Hai bạn đã sẵn sàng rồi và ngay bây giờ sẽ là 5 câu hỏi cho phần đi tiếp sức dành cho Minh Phúc. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Bộ phận nào được xem là dạ dày chính thức của động vật nhai lại? Thời gian bắt đầu.
Thời gian đã hết và xin mời đáp án của hai bạn hiện lên trên màn hình ạ. Đáp án của em là gì đấy ạ? Dạ tổ ong ạ. Dạ tổ ong. Một đáp án không chính xác. Đáp án của chúng tôi đó là dạ múi khế. Như vậy chúng ta chưa ghi được điểm trong câu này rồi. Câu hỏi thứ hai dành cho hai bạn có nội dung như sau. Nhà văn nào được xem là người mở đường tinh anh và tài năng cho công cuộc đổi mới văn học Việt Nam từ sau năm 1975? Thời gian bắt đầu. Đây là gì? Vâng, hãy xem đáp án mà các bạn đưa ra là gì đây ạ? Đáp án của các bạn là nhà văn Nguyễn Tuân. Cũng không phải đáp án chính xác. Đáp án của chúng tôi đó là nhà văn Nguyễn Minh Châu. Vâng, rất đáng tiếc. Chúng ta đến với câu hỏi thứ 3 trong phần thi tiếp sức dành cho hai bạn. Nội dung câu hỏi như sau. Để trang trí, người ta dùng các bóng đèn 12V, 6W mắc nối tiếp vào mạng điện có hiệu điện thế 240V. Để các bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là bao nhiêu? Thời gian bắt đầu. Hãy xem đáp án các bạn đưa ra là gì đấy ạ? Đáp án là 80 bóng đèn. Đáp án của chúng tôi là 20 bóng đèn. Vâng, rất đáng tiếc. Chúng ta đến với câu hỏi thứ 4 dành cho hai bạn. Nội dung câu hỏi như sau. Đồng bằng sông Hồng gồm bao nhiêu tỉnh thành? Thời gian bắt đầu. Xin mời đáp án lên trên màn hình ạ. Đáp án là 8 tỉnh thành. Tôi thấy là các bạn rất là tâm đắc với câu trả lời vừa rồi đúng không? Dạ không ạ. Không à? Rất tiếc vì đây cũng không phải câu chính xác đâu ạ. Đáp án của chúng tôi đó là 10 tỉnh thành cơ. Và hãy bình tĩnh nhé vì chúng ta còn một câu cuối cùng đây ạ. Nội dung câu hỏi thứ 5, câu hỏi cuối cùng dành cho hai bạn như sau. 5 người được xếp vào ngồi quanh một bàn tròn với 5 ghế, số cách xếp là... Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết. Và xin mời đáp án lên trên màn hình ạ. Đáp án là 120. Hơi nhiều quá rồi. Đáp án của chúng tôi chỉ có 24 cách xếp thôi. Vâng. Như vậy là phần thi tiếp sức của Minh Phúc đã dừng lại tại đây và các bạn chưa ghi được điểm trong phần thi này. Xin mời Phúc Khánh hãy bước lên và nhận một phần quà từ nhà tài trợ chương trình VNPT Thanh Hóa và nhãn hàng Famicanxi. Và ngay bây giờ sẽ là phần tiếp sức của Văn Đức. Văn Đức hãy giới thiệu người đồng hành với mình. Em và chị bạn đồng hành của em là Lê Nguyễn Duy Hưng ạ. Không biết là trước khi tiếp sức thì Duy Hưng có thể nói một điều gì đó, một cái thông điệp gì đó gửi đến bạn Văn Đức để bạn ấy phấn chấn hơn không? Lấy lại tinh thần hơn. Đức hãy tự tin, bình tĩnh và cố gắng giành chiến thắng với số điểm cao nhất. Vâng, một lời chúc rất là thiết thực. Và ngay bây giờ thì Văn Đức rất cần sự tư vấn hỗ trợ nhiệt tình từ Duy Hưng. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Hai bạn đã sẵn sàng rồi và ngay bây giờ là câu hỏi đầu tiên dành cho hai bạn. Câu hỏi như sau. Điểm giống nhau giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật C3 là có sự tạo thành 3 chấm. Thời gian bắt đầu. Lúc bây giờ không biết luôn. Thời gian đã hết và xin mời đáp án của hai bạn hiện lên trên màn hình ạ. Đáp án là glucose. Không chính xác. Đáp án của chúng tôi là ATP. Vâng. Câu hỏi thứ hai dành cho hai bạn sẽ đến ngay sau đây. Nội dung như sau. Thanh Hiên thi tập Nam Trung Tạp Ngâm, Bắc Hành Tạp Lục là 3 tập thơ chữ Hán của ai? Thời gian bắt đầu. Thật không? Đúng không? À đúng rồi, Thanh Hiên này. Câu đi sai là về Ngọc Lặc luôn. Thời gian đã hết và rất lạc quan.
Chúng ta xem đáp án các bạn đưa ra là gì đấy ạ. Đáp án là Nguyễn Du. Các bạn có 20 điểm. Đó chính là Nguyễn Du. Vâng, bây giờ là đã lạc quan hơn rất nhiều rồi. Và câu hỏi thứ 3 dành cho hai bạn có nội dung như sau. Một mạch điện gồm một pin 9V, điện trở mạch ngoài 4 ohm, cường độ dòng điện trong toàn mạch là 2A, điện trở trong của nguồn là. Thời gian bắt đầu. Mình thấy nhanh. Thời gian đã hết rồi. Thấy một sự tiếc nuối rất lớn ở đây. Không biết đáp án các bạn ấy đưa ra là gì đấy ạ? Dạ 3. Xin mời đáp án hiện lên trên màn hình. Không có câu trả lời, tại sao vậy ạ? Các bạn không kịp gõ. Kịp nhấn nhưng mà chưa nhấn enter thì hết giờ ạ. Nếu mà còn thêm một ít giây nữa thì đáp án sẽ là gì ạ? 3. Cũng không chính xác. Đáp án của chúng tôi là 0,5 ohm. Và đây sẽ là câu hỏi thứ 4 dành cho hai bạn ạ. Câu hỏi thứ 4 nội dung như sau. Thị xã này là nơi có thể trồng rau ôn đới và sản xuất hạt giống rau quanh năm ở vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ. Thời gian bắt đầu. Không biết. Thời gian đã hết. Và đáp án của hai bạn đưa ra đó là Sapa. Đó chính là Sapa. Chúc mừng hai bạn có thêm 20 điểm. Và trước mắt sẽ là câu hỏi cuối cùng trong phần đi tiếp sức dành cho hai bạn ạ. Câu hỏi như sau. Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau? Thời gian bắt đầu. 256. 256 đúng không? 256 các bạn ạ. Không. Thời gian đã hết. Xin mời đáp án hiện lên trên màn hình. Vâng, nhớ bạn. Đáp án các bạn là 256, nhiều quá. Đáp án của chúng tôi 24. Đúng rồi, 24 mới đáp án chính xác ạ. Vâng, có thể thấy là đôi khi cũng có sự tranh luận rất là gay gắt giữa người tiếp sức và người chơi chính, đúng không ạ? Nhưng không sao, chúng ta đến đây là với tinh thần hỗ trợ nhau và với quyết tâm cao nhất rồi. Vâng, và như vậy là phần tiếp sức của Văn Đức cũng dừng lại tại đây. Và điểm số bạn nhận được trong phần thi này là 40 điểm. Rất cảm ơn Duy Hưng. Okay. Cảm ơn Duy Hưng và mời Duy Hưng bước lên phía trước ạ để nhận quà của nhà tài trợ chương trình. Đó là phần quà tài trợ của nhãn hàng Famicasi và VNPT Thanh Hóa. Rất cảm ơn Duy Hưng. Và ngay sau đây sẽ là phần tiếp sức của Yên Hạnh. Vâng, cổ vũ rất nhiệt tình cho Yên Hạnh rồi. Yên Hạnh giới thiệu người đồng hành với mình. Dạ, người bạn đồng hành của em hôm nay là bạn Trịnh Ba Phát ạ. Và hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên trong phần tiếp sức dành cho hai bạn. Câu hỏi như sau. Sắc tố quang hợp nào tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hóa học? Thời gian bắt đầu. Đúng chữ không? Không biết. Chết. Thời gian đã hết và... Đáp án của các bạn đưa ra là gì đấy ạ? Đáp án là gì đấy ạ? Diệp Lục A. Các bạn đã có 20 điểm, đó là đáp án chính xác. Rất may mắn. Vâng, câu hỏi thứ hai tiếp theo dành cho hai bạn, nội dung như sau. Ông Đào trong câu thơ Nhân Hứng cũng vừa toan cất bút, nghĩ ra lại thẹn với ông Đào là ai? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết. Đáp án các bạn đưa ra là gì đấy ạ? Đào. Tiềm. Tiềm. Các bạn có thêm 20 điểm nữa. Một đáp án hoàn toàn chính xác. Vâng, và câu hỏi thứ 3 dành cho hai bạn như sau. Một bộ nguồn có 3 nguồn giống nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một điện trở không đổi. Nếu đảo hai cực của một nguồn thì hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở mạch ngoài thay đổi như thế nào? Chịu không biết. Thời gian bắt đầu. Okay.
thời gian đã hết rồi. Đáp án của các bạn là giảm. Chỉ đơn giản như này thôi ạ. Giảm dần ạ. Vâng, chúng tôi mong muốn một đáp án chính xác và cụ thể hơn ạ. Và đáp án này không đầy đủ, chúng tôi không chấp nhận. Đáp án của chúng tôi đó là giảm đi 3 lần. Rất đáng tiếc. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ tư. Câu hỏi như sau. Tỉnh Lâm Đồng nằm trong vùng công nghiệp số mấy của nước ta? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết. Đáp án đưa ra là gì đấy ạ? Đáp án là 3. Cũng không chính xác. Đáp án của chúng tôi đó là vùng công nghiệp số 5. Mới đáp án chính xác ạ. Trước mắt các bạn còn một câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 5. Nội dung câu hỏi như sau. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 2 chữ số? Thời gian bắt đầu. Đúng chưa? Đáp án của câu cuối cùng này các bạn đưa ra sẽ là gì đây? Hãy cùng xem ạ. Đáp án là 16. Các bạn có chắc chắn với cái đáp án này không? Chắc chắn ạ. Còn bạn Bá Phát thì sao? Có chắc chắn không ạ? Em tin bạn Yên Hạnh ạ. Vâng. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Các bạn có 20 điểm. Và phần thi tiếp sức của hai bạn cũng dừng lại tại đây. Và tổng số điểm mà Yên Hạnh nhận được trong phần thi này là 60 điểm. Xin được chúc mừng em. Rất cảm ơn bạn Bá Phát và mời em bước lên phía trước ạ. Nhận phần quà của nhà tài trợ chương trình VMT Thanh Hóa và nhãn hàng Famecansi. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là phần tiếp sức cuối cùng thuộc về Quang Minh. Xin mời Quang Minh giới thiệu người đồng hành với mình. Em thưa chị là người đồng hành của em ngày hôm nay là em Lê Thanh Trà. Hai bạn sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng. Rồi ạ. Hai bạn đã sẵn sàng rồi và câu hỏi đầu tiên dành cho hai bạn như sau. Trước khi nhai lại, thức ăn của động vật nhai lại chứa ở đâu? Thời gian bắt đầu. Đúng không? Đóng đi. Thời gian đã hết rồi. Đáp án đưa ra rất nhanh. Đáp án là gì đấy ạ? Dạ cỏ. Dạ cỏ. Tôi thấy các bạn đưa ra đáp án ở những giây đầu tiên rất là nhanh, rất tự tin nhưng lại không chính xác. Rất đáng tiếc vì đáp án là dạ tổ ong. Câu hỏi thứ hai dành cho hai bạn có nội dung như sau. Theo Nguyễn Khoa Điềm thì người dân Việt Nam hàng năm ăn đâu làm đâu cũng biết cúi đầu nhớ ngày gì. Thời gian bắt đầu. 10 tháng 3. Thời gian đã hết. Đáp án các bạn đưa ra là gì đấy ạ? Mùng 10 tháng 3 còn gọi là ngày gì ạ? Giỗ tổ Hùng Vương. Một đáp án hoàn toàn chính xác. Các bạn có 20 điểm. Vâng, và câu hỏi thứ 3 dành cho hai bạn như sau. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích đó sẽ thay đổi như thế nào? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và đánh đáp án rất nhanh. Đáp án là tăng lên 4 lần. Vâng, rút kinh nghiệm từ bạn Yên Hạnh đúng không ạ? Để đưa ra đáp án cụ thể. Và chúc mừng các bạn có 20 điểm nữa. Rất cụ thể, rất chính xác. Nội dung câu hỏi thứ tư dành cho hai bạn như sau. Thủy điện Bản Vẽ, công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung nằm ở tỉnh nào? Thời gian bắt đầu. Tôi thấy là sự băn khoăn rất lớn trong câu hỏi này. Không biết các bạn sẽ đưa ra đáp án như thế nào đây ạ? Đáp án là Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa của chúng ta đúng không ạ? Đây không phải đáp án chính xác. Đáp án của chúng tôi đó là tỉnh Nghệ An. Và trước mắt sẽ là câu hỏi tiếp sức cuối cùng dành cho hai bạn. Câu hỏi như sau.
Có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số khác nhau? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết. Đáp án các bạn đưa ra là gì đấy ạ? 45. Đây là một đáp án không chính xác. Đáp án của chúng tôi là 41 số. Và như vậy là phần thi tiếp sức của hai bạn cũng dừng lại tại đây. Và tổng số điểm Quang Minh nhận được trong phần thi này là 40 điểm. Rất cảm ơn bạn Lê Thanh Trà. Mời bạn bước lên phía trước ạ, để nhận một phần quà của nhà tài trợ chương trình, nhãn hàng VMT Thanh Hóa và Famicansi. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vượt qua phần thi thứ 3, phần thi tiếp sức. Và điểm số các bạn đang sở hữu như sau. Đang tạm dẫn đầu là Yên Hạnh với 150 điểm, Quang Minh 80 điểm, Minh Phúc 60 điểm và Văn Đức 100 điểm. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là các bạn thí sinh của chúng ta đã đi đến chặng đua cuối cùng rồi. Và ai sẽ là người bản lĩnh nhất? Ai sẽ là người bứt phá để giành chiếc vòng nguyệt quế vinh quang của vòng so tài 2? Câu trả lời sẽ có cho phần đi cuối cùng mang tên Chinh Phục. Thí sinh đầu tiên sẽ đưa ra sự lựa chọn câu hỏi của mình, đó là Văn Đức. Xin mời Văn Đức. Em chị là em chọn khoa học xã hội 10 điểm ạ. Một câu hỏi 10 điểm thuộc lĩnh vực khoa học xã hội là sự lựa chọn của Văn Đức. Nội dung câu hỏi như sau. Trong chuyện Vợ chồng A Phủ, Mị được nhà văn miêu tả sống âm thầm, lủi lủi như con vật gì nuôi trong xó cửa. Thời gian bắt đầu. Em và chị là con rùa. Vâng, thời gian đã kết thúc. Văn Đức có thêm 10 điểm. Đó là con rùa. Chúng ta cùng đến với sự lựa chọn tiếp theo thuộc về Yên Hạnh. Xin mời Yên Hạnh. Em chọn khoa học xã hội 20 điểm ạ. Vâng, một câu hỏi 20 điểm thuộc lĩnh vực khoa học xã hội là sự lựa chọn của Yên Hạnh. Nội dung câu hỏi như sau. Hội nghị Geneva khai mạc theo quyết định của hội nghị ngoại trưởng 4 nước nào? Thời gian bắt đầu. Liên Xô, Mỹ, Pháp và Việt Nam ạ. Thời gian đã hết và đáp án nên hạnh đưa ra không chính xác. Chúng ta có 5 giây cho các bạn còn lại. Bắt đầu. Tiếng chuông vang lên từ Văn Đức. Đáp án em đưa ra là gì? Em chị là Mỹ, Anh, Pháp, Đức ạ. Một đáp án không chính xác. Đáp án của chúng tôi đó là Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp. Vâng, rất đáng tiếc vì đáp án của Yên Hạnh chỉ sai có một nước cuối cùng thôi, đúng không? Và với việc bấm chuông giành quyền trả lời nhưng đưa ra một đáp án sai như vậy thì Văn Đức đã bị trừ đi 10 điểm. Và điểm số của Yên Hạnh được bảo toàn. Và ngay bây giờ sẽ là sự lựa chọn của Quang Minh. Xin mời Quang Minh. Em xin lựa chọn khoa học tự nhiên 20 điểm. Một câu hỏi 20 điểm thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên là sự lựa chọn của Quang Minh. Nội dung câu hỏi như sau. Thủy phân hoàn toàn 8,8 gram este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch cao H1 mol vừa đủ, thu được 4,6 gram một ancon Y. Tên gọi của X là. Thời gian bắt đầu. Etinacetat. Vâng, đáp án đưa ra ở những giây cuối cùng đáp án là gì, bạn nhắc lại được không ạ? Etinacetat. Và bạn đã có thêm 20 điểm. Một đáp án chính xác ở những giây cuối cùng. Và bây giờ sẽ là sự lựa chọn của Minh Phúc. Xin mời em. Em lựa chọn 20 điểm khoa học xã hội.
Vâng, một câu hỏi 20 điểm thuộc lĩnh vực khoa học xã hội là sự lựa chọn của Minh Phúc. Nội dung câu hỏi dành cho bạn như sau. Ai là tác giả kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, bộ sách đầy đủ và có hệ thống nhất về truyện cổ tích Việt Nam? Thời gian bắt đầu. Vâng, không có đáp án đưa ra từ Minh Phúc. Chúng ta có 5 giây cho các bạn còn lại. 5 giây, bắt đầu. Rất tiếc không có tiếng chuông nào vang lên và có vẻ là câu hỏi này đã làm khó các bạn thí sinh của chúng ta rồi ạ. Đáp án của chúng tôi đó là Nguyễn Đồng Chi. Và chúng ta cũng kết thúc lượt lựa chọn đầu tiên của phần thi chinh phục. Và ngay bây giờ thì Văn Đức sẽ là người bắt đầu lượt lựa chọn thứ hai. Xin mời em. Em và chị là em chọn 20 điểm khoa học xã hội ạ. Một câu hỏi 20 điểm thuộc lĩnh vực khoa học xã hội là sự lựa chọn của Văn Đức. Nội dung câu hỏi như sau. Hành lang kinh tế Đông Tây là một sáng kiến nhằm thúc đẩy phát triển và hội nhập kinh tế giữa 4 nước nào? Thời gian bắt đầu. Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Canada. Đáp án Văn Đức đưa ra không chính xác. Chúng ta có cơ hội cho các bạn còn lại 5 giây, bắt đầu. Không có tiếng chuông nào vang lên ạ. Vâng, hành lang kinh tế Đông Tây là một sáng kiến nhằm thúc đẩy phát triển hội nhập kinh tế giữa Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Và bây giờ sẽ là sự lựa chọn của cô gái tạm thời đang dẫn đầu về điểm số, Yên Hạnh, xin mời em. Em chọn khoa học tự nhiên 10 điểm ạ. Một câu hỏi 10 điểm thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên là sự lựa chọn của Yên Hạnh. Hãy cùng hướng lên màn hình để theo dõi đoạn clip sau đây. Cô có hai lọ hóa chất gồm dung dịch axit chlorhyric đặc, dung dịch ethylamin đặc. Nếu cô đặt hai lọ ở cạnh nhau và mở nắp thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? Các em hãy giải thích. Vâng, đó là câu hỏi của chúng tôi. Thời gian bắt đầu. Em chị, câu trả lời của em là xảy ra hiện tượng khói trắng do HCl tác dụng với CH3NH2 thì tạo ra NH4Cl. Vâng, có thể thấy là nỗ lực của bạn Yên Hạnh khi đưa ra một đáp án hoàn toàn chính xác như vậy ạ. Và Yên Hạnh vẫn khẳng định ngôi vị dẫn đầu về điểm số của mình đến thời điểm này với 10 điểm nữa. Và bây giờ sẽ là sự lựa chọn của Quang Minh, xin mời em. Em sẽ chọn 20 điểm khoa học xã hội. Một câu hỏi 20 điểm thuộc lĩnh vực khoa học xã hội là sự lựa chọn của Quang Minh. Nội dung câu hỏi như sau. Tổng thống Mỹ nào ra lệnh tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 2 vào ngày 6 tháng 4 năm 1972? Thời gian bắt đầu. Em ơi chị, đáp án của em là Tổng thống Johnson. Thời gian đã hết và rất tiếc lần này đáp án của bạn đưa ra lại không chính xác. Chúng ta có cơ hội cho các bạn còn lại 5 giây, bắt đầu. Rất nhanh chóng là tiếng chuông từ Minh Phúc, xin mời em. Câu trả lời của em là Richard Nixon ạ. Đó mới là đáp án chính xác của chúng tôi. Và như vậy là Minh Phúc đã có thêm 10 điểm và điểm số này được lấy từ quỹ điểm của Quang Minh. Và bây giờ cũng sẽ là sự lựa chọn của Minh Phúc rồi, xin mời em. Em chọn 30 điểm nghệ thuật thể thao tiếng Anh ạ. Vâng, một câu hỏi 30 điểm từ lĩnh vực nghệ thuật thể thao tiếng Anh là sự lựa chọn của Minh Phúc. Vâng, chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình theo dõi đoạn clip sau đây. Hello everyone, my name is Sante. I am an English teacher at Tanua Arts Champion Center. I've just had a trip to a very special city in Europe. This city is the capital of Finland, a country in Northern Europe and famous for its leading industrial development. This city has the most effective education system in the world and have a nickname, the White City of the North, because it has many white buildings built of light-colored granite.
Can you tell me the name of the city? Good luck. Vâng, vừa rồi là câu hỏi của chúng tôi. Thời gian bắt đầu. Rất tiếc Minh Phúc không đưa ra đáp án. Chúng ta còn 5 giây cho các bạn còn lại. Bắt đầu. Không có tiếng chuông nào vang lên. Vâng, tôi biết là các thí sinh của chúng ta cũng có những bạn có lợi thế về tiếng Anh ạ. Các bạn có nghe được gì từ câu hỏi vừa rồi không? Thủ đô của Phần Lan, nhưng em không biết là thủ đô Phần Lan là nước nào, quên. Vâng, đó chính xác là thủ đô của Phần Lan. Các bạn có biết đó là nước gì, đó là thành phố gì không ạ? Đó là Helsinki. Không có thí sinh nào đưa ra câu trả lời đúng như vậy nên điểm số của Minh Phúc được bảo toàn. Và Minh Phúc cũng khép lại lựa chọn thứ hai của phần chinh phục. Trước mắt các thí sinh chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Và như tôi đã nói ạ, chúng ta đến đây với tinh thần và ý chí quyết tâm cao nhất. Hoặc là nhất, hoặc không là gì cả, đúng không ạ? Và trận chung kết năm đang chờ đợi các bạn thí sinh của chúng ta. Hãy thể hiện quyết tâm cao nhất ngay tại lượt lựa chọn cuối cùng này đi ạ. Xin mời Văn Đức. Em và chị, em chọn 30 điểm khoa học xã hội và có ngôi sao hy vọng ạ. Vâng, sự quyết tâm được thể hiện ngay từ lựa chọn đầu tiên rồi ạ. 30 điểm khoa học xã hội ạ. Có ngôi sao hy vọng là sự lựa chọn của Văn Đức. Ba Nhất và Đại Phong là tên các phong trào thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc trong các ngành lĩnh vực nào? Thời gian bắt đầu. Công nghiệp và nông nghiệp ạ. Chúng tôi đã nghe đầy đủ đáp án rồi nhưng không chính xác. Chúng ta có 5 giây cho các bạn còn lại. Thời gian bắt đầu. Không có thí sinh nào muốn mạo hiểm. Chúng ta có 3 Nhất là về quân đội và Đại Phong về nông nghiệp. Và với sự lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi 30 điểm thì Văn Đức đã bị trừ đi 30 điểm ạ. Và ngay bây giờ sẽ là sự lựa chọn câu hỏi cuối cùng thuộc về Yên Hạnh. Em chọn khoa học xã hội 10 điểm ạ. Vâng, một sự lựa chọn rất an toàn trong lúc này. Câu hỏi 10 điểm thuộc lĩnh vực khoa học xã hội là sự lựa chọn của Yên Hạnh. Nội dung câu hỏi như sau. Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô thuộc tỉnh nào của nước ta? Thời gian bắt đầu. Một đáp án không chính xác. Và chúng ta có 5 giây cho các bạn còn lại. Thời gian bắt đầu. Rất nhanh là tiếng chuông của Văn Đức ạ. Xin mời Văn Đức. Em chỉ câu trả lời em là Thừa Thiên Huế. Và đó mới đáp án chính xác của chúng ta. Văn Đức đã có thêm 5 điểm và điểm số này được lấy từ quỹ điểm của Yên Hạnh. Vâng, bây giờ xin mời Quang Minh. Đây sẽ là sự lựa chọn của em ạ. Em lựa chọn như thế nào? 30 điểm nghệ thuật thể thao tiếng Anh có ngôi sao hy vọng. Vâng, 30 điểm nghệ thuật thể thao tiếng Anh và có ngôi sao hy vọng là sự lựa chọn của Quang Minh. Nội dung câu hỏi dành cho Quang Minh như sau. Bộ phim nào đã đoạt giải Bông Sen Vàng cho phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 và giải Cánh Diều Bạc cho phim truyện điện ảnh tại giải Cánh Diều 2018? Thời gian bắt đầu. Đừng đốt. Một đáp án được Quang Minh đưa ra những giây cuối cùng nhưng không chính xác. Chúng ta có 5 giây cho các bạn còn lại. Thời gian bắt đầu. Rất nhanh là tiếng chuông của Minh Phúc. Xin mời em. Câu trả lời của em là Bố Già. Cũng không chính xác. Và với việc lựa chọn ngôi sao hy vọng và không chính xác như vậy thì Quang Minh bị trừ đi 30 điểm. Còn Minh Phúc đưa ra câu trả lời cũng không chính xác thì bạn đã bị trừ đi 15 điểm. Và đáp án của chúng tôi đó là phim Song Lang. Trước mắt chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn cuối cùng.
Vâng ạ. Sự lựa chọn đó thuộc về Minh Phúc. Xin mời em. Khoa học xã hội 30 điểm có ngôi sao hy vọng ạ. Vâng, một câu hỏi 30 điểm thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và có ngôi sao hy vọng. Đó là sự lựa chọn cuối cùng của Minh Phúc trong cuộc thi ngày hôm nay. Nội dung câu hỏi như sau. Những tên tướng giặc nào được Nguyễn Trãi nhắc tới trong đoạn trích sau? 3 chấm tham công nên thất bại, 3 chấm thích lớn phải tiêu vong, cửa Hàm Tử bắt sống, 3 chấm sông Bạch Đằng giết tươi, 3 chấm thời gian bắt đầu. Câu trả lời của em là Lưu Công, Triệu Tiết, Toa Đô và Ô Mã. Em nói lại đi. Câu trả lời của em là Lưu Cung, Triệu Tiết, Toa Đô và Ô Mã. Một đáp án hoàn toàn chính xác. Và Minh Phúc đã xuất sắc mang về 60 điểm ở câu hỏi cuối cùng này rồi. Vâng, thưa quý vị, và đây cũng là câu hỏi khép lại cuộc thi ngày hôm nay của chúng tôi. Và hãy xem điểm số chung cuộc của bọn thí sinh như thế nào ạ. Yên Hạnh 155 điểm, Quang Minh 60 điểm, Minh Phúc 115 điểm và Văn Đức 75 điểm. Vâng, thưa quý vị, như vậy là trải qua 4 phần thi ngày hôm nay, chúng ta cũng đã được biết chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế cuộc thi trong vòng so tài 2 ngày hôm nay đã thuộc về bạn Lê Yên Hạnh đến trường Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc. Và Yên Hạnh cũng sẽ là mảnh ghép tiếp theo trong trận chung kết năm của bảng danh năm thứ 16. Xin được chúc mừng em. Bây giờ xin được kính mời đại diện của trường Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc bước lên sân khấu để nhận quà tặng của ban tổ chức. Và xin kính mời bà Mai Việt Hà, Phó Giám đốc Đài Phát thanh của truyền hình Thanh Hóa, Phó trưởng ban tổ chức âm nhạc năm thứ 16 sẽ lên sân khấu để trao quà tặng cho nhà trường ạ. Vâng, quà tặng của nhà trường đó là một bộ máy vi tính có biểu tượng cuộc thi âm vang xứ Thanh. Xin được chúc mừng trường Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc. Và cũng xin được cảm ơn bà Mai Việt Hà đã trao giải. Vâng, xin mời cả bốn thí sinh bước lên bục nhận giải. Và sau đây sẽ là phần trao giải 3 của cuộc thi. Xin được trân trọng kính mời ông Trịnh Trọng Nam, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở dục và Đào tạo Thanh Hóa sẽ lên sân khấu để trao giải 3 cho hai thí sinh, bạn Trương Quang Minh đến từ Trung học Phổ thông Quảng Xương 1 và bạn Nguyễn Văn Đức đến từ Trung học Phổ thông Ngọc Lặc. Xin kính mời. Và phần thưởng dành cho thí sinh đạt giải 3 cho các cuộc thi tại vòng so tài là tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng. Vâng, xin được cảm ơn ông Trịnh Trọng Nam đã trao giải. Và sau đây sẽ là phần trao giải nhì của chương trình. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Duy Trinh, trưởng đại diện bán hàng công ty cổ phần xi măng Vincent Bỉm Sơn ở Thanh Hóa sẽ lên sân khấu để trao giải nhì cho bạn Nguyễn Trọng Minh Phúc đến từ Trung học Phổ thông Bỉm Sơn. Phần thưởng dành cho thí sinh giải nhì cho các cuộc thi tại vòng so tài là tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng. Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Duy Trinh đã trao giải. Và ngay bây giờ sẽ là giờ phút chúng ta cùng chúc mừng cho thí sinh chiến thắng ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Tài, đại diện nhà tài trợ VNPT Thanh Hóa. Xin được kính mời ông Đỗ Tấn Tài, giám sát bán hàng công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy sẽ lên sân khấu để trao giải nhất cho bạn Lê Yên Hạnh đến với Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc. Vâng, cùng với chiếc vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng phúc lưu niệm, bạn Lê Yên Hạnh còn được nhận 15 triệu đồng tiền thưởng của ban tổ chức. Xin được chúc mừng em. Và xin được cảm ơn ông Nguyễn Trọng Tài và ông Đỗ Tấn Tài đã trao giải. Kính thưa quý vị, cùng với giải thưởng của ban tổ chức, thí sinh được giải nhất tại vòng so tài cũng sẽ được nhận thêm một suất học bổng trị giá 20 triệu đồng do nhãn hàng Famicansi trao tặng. Và cả bốn thí sinh sẽ nhận được một phần quà từ nhà tài trợ Famicansi. Và sau đây xin được kính mời ông Đỗ Tấn Tài, giám sát bán hàng công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy sẽ trao phần thưởng cho các bạn ạ. Vâng, xin được cảm ơn ông Đỗ Tấn Tài đã trao giải. Thưa quý vị,
Nhà tài trợ Trang Long Limousine thuộc sàn giao dịch vận tải GoNow cũng có phần quà là vé xe di chuyển tuyến Thanh Hóa Hà Nội và ngược lại dành cho thí sinh đạt giải nhất cuộc thi vòng so tài trị giá 5 triệu đồng. Và xin được kính mời bà Trần Huyền Trang, Tổng Giám đốc Trang Long Limousine thuộc sàn giao dịch vận tải GoNow sẽ lên sân khấu để trao phần quà này cho bạn Lê Yên Hạnh. Vâng, xin cảm ơn bà Trần Huyền Trang. Kính thưa quý vị, như vậy là cuộc thi thứ hai vòng so tài ở vòng sự thay năm thứ 16 đã kết thúc tại đây. Xin được cảm ơn nhãn hàng sữa đậu nành Famicanxi chắc khỏe xương tăng cường đề kháng, Remedy Thanh Hóa, dược phẩm Tâm Bình, xi măng Vicen Bỉm Sơn, Trang Long Limousine thuộc sàn giao dịch vận tải GoNow đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.